Hello anh em, video này thì mình sẽ hướng dẫn giải đề thi PE của JavaCore để hướng dẫn các bạn làm bài có thể nhanh hơn, cải thiện về cái tốc độ làm bài cũng như kỹ năng làm bài. Và những bạn mất gốc thì cũng có thể làm một số đơn giản, hay là mình sẽ giải thích kỹ hơn về những câu khó những bạn muốn đạt điểm cao. Ok, thì mình cái đề này thì là đề kỳ này, đề mới nhất kỳ này, đề example, thì mình có giải thích lại và làm lại những cái câu này. Và bởi một đứa em gửi cho mình, và những các bạn mà không khó đọc hoặc là không hiểu những cái đề này thì nhìn cái bảng này các bạn cũng có thể hiểu được sơ qua cái yêu cầu đề bài là gì. Cái cột đầu tiên chính là cái tên class, thì hiện dạng là nó bắt mình tạo class tên là book. Những cái cột tiếp theo, cái hàng tiếp theo ấy, thì là những cái trường của cái class này, thì ở đây có title và price. Và cái thứ ba chính là constructor và các cái method nó yêu cầu của cái book này. Cái detail thì mình có thể đọc ở bên này. Thì bây giờ mình đi sâu một chút, bắt tạo một cái book này, tạo constructor này, tạo những cái hàm get set. Chú ý đây nó có bối đoạn ở đây ấy, là nó bắt uppercase cái thằng title lên. Ok, thì mình bắt đầu làm nhá. Đây nó cho mình phải main này, bắt đầu mình tạo cái. Ok, thì ở đây mình bắt đầu tạo thuộc tính. Nhìn cái bảng này nhá, nó có cái dấu cộng dấu trừ, nó cũng thể hiện là cái thuộc tính thì nó là dạng gì, private hay là public. Dấu trừ này là private này, cộng này là public này. Ok, thì mình bắt đầu là private thì bạn có thể là pr tab nó ra, nó viết rất là nhanh. String là mình có thể là chữ s và chữ t trong tab, nó ra là string. Title này, rồi đến cái price cũng là private và integer đúng không? Price pr tab này, int và price. Ok, đến phần constructor thì bạn giữ phím cho mình là control cộng cách. Ok, thì nó tự động nó gợi ý cho mình những cái constructor, thì sẽ có một cái hàm constructor mặc định này, control cách nữa. Thì nó có gợi ý là cái một cái đầy đủ các cái tham số là type và price. Thì để ý những cái thứ tự của các cái trường này nó như nào. Này có type prime đúng không? Thì nó gợi ý cho mình là cái type đứng trước và prime. Nhìn cái đề bài là title đứng trước này và prime đứng sau. Ok, hợp lý rồi. Đến cái phần getter setter thì bạn gõ alt cộng với insert thì nó ra cho mình có phần getter setter này, chính là hai cái phần mà đề bài yêu cầu. Thì ở đây nó sẽ có là get title này, chọn getter này, hiển thị cái bảng này ra, thì mình chọn cái nào ấy, thì mình có thể bấm cách nó chọn, bỏ cách, bấm cách nữa nó bỏ chọn, hay sự lên xuống đó thì thao tác rất là nhanh. Cách thằng này nó có hai cái từ đúng không, rồi an insert tiếp này, set này. Đấy, thằng này set thì nó có set price, set price cách phát enter rồi. Ok, xong. Bây giờ lục qua một lần nữa, có một cái chú ý là cái thằng get title này nó cần uppercase lên. Thì bây giờ mình chấm to title.to uppercase. Đó, thì đề bài nó chỉ có biến tấu ở những cái phần này thôi, và nó biến tấu khá đơn giản, thì mình sẽ dựa vào đấy để mình return nó ra cái phần get tương ứng. Đó, thì bài 1 khá là đơn giản thế thôi. Bạn làm trong vòng 1-2 phút là xong rồi. Ok, mình chạy thử cái này nhá. Run này. Chọn 1 Atlanta. Ok, chạy lại này. 2 nhập new price 20, enter 20. Ok, xong. Rất đơn giản, đến câu 2 luôn. Nhìn sơ qua mình biết là thằng này câu 2 thì chắc phải làm cái phần thừa kế rồi. Thì mình có thể hiểu đơn giản là thằng spec car này nó phải thừa kế thằng car này. Đọc kỹ hơn thì mình có thể hiểu được là thằng spec car nó cần phải thừa kế thằng car. Nó mở ngoặc luôn, đây là thằng car là thằng class cha, và thằng spec car là thằng class con. Ok, các cái hàm này thì thằng marker get set này thì không vấn đề gì này. Đến phần to string nó sẽ trả ra cái format là marker và prime. Ok, mình cứ làm thằng car trước đi nhá. Tạo một cái Java class là car này. Ok, thằng này thì nó có private string marker, private thì là t prime. Rồi thằng này có constructor mặc định này, constructor có hai tham số này, thằng này để ý là marker đứng trước và prime sau đúng không? Đến phần get set thì thực tế thì bạn cứ để get set on cũng được, không sao cả. Cách này chọn hai cái là tự động gen ra luôn. Đến phần toString thì bạn lại gõ giữ mình là control cộng cách, trong gõ chữ to thì nó tự động gợi ý cho mình là cái toString enter.
Rồi, thằng này mình đã sửa thằng trong này, return, sửa trong return. Thằng này nó bắt là return ra cái string với format là marker phải price. Ok, thì marker thì mình zip.marker cộng chấm phẩy zip.price. Rồi, ở đây thì mình không cần dùng biến zip, nhưng mà mình thường dùng cái này để cho tưởng mình và các bạn nó cũng dễ hiểu hơn. À, thằng Dragon, đấy là thằng Specca. Rồi, thằng này thì đã thừa kế thằng cha, thì mình có keyword là item thằng K. Bạn cứ giữ căn cạnh nó gợi ý nhé. Rồi, thằng này thì nó có một cái attribute đấy là type với int đúng không? Private này, int này, type. Rồi, thằng này có hai constructor, constructor mặc định này, constructor cách enter, constructor cách này. Thằng này nó sẽ có 3 tham số này. Để ý yêu cầu đề bài nó có marker đầu tiên, price thứ 2 và type thứ 3. Đấy, thì mình cũng phải sửa theo marker đầu tiên này, type thứ 2 và price thứ 3. Rồi, nó yêu cầu thằng này thì nó có 3 hàng với 3 nội dung tưởng này. Mình đọc dần dần mình làm nhé. Đầu tiên là thằng to string, trong phân cách này có to string. Rồi, thằng này thì nó sẽ trả ra dạng là marker, price và type. Rồi, thì bắt đầu là phần marker. Marker là thằng cha đúng không? Cha super.marker cộng với lại phải cộng thằng tiếp theo thằng price, price của thằng cha đúng không? Super.get price. Thằng thứ ba nó là thằng thằng thai đúng không? Ok, cộng zip.thai của thằng mẹ thằng con. Đó, thì biết này nó tự minh hơn. Rồi, ok, xong phần to string rồi. Đến phần set data thì đọc cái đề bài nhá, thì nó làm hai cái việc. Đầu tiên là nó add thêm cái tiền số xz vào đầu của mỗi cái marker. Và cái việc thứ hai của nó ấy, là nó sẽ tăng cái price lên là 20. Ok. Thì mình sẽ tạo một cái hàm public này. Thằng này sẽ trả ra cái gì? Trả ra void đúng không? Public void set data. Rồi, cái đầu tiên là mình add cái tiền số xz vào cái marker. Thì marker bằng trang không? Super.set marker. Thì nó tiền số xz đúng không? Xz cộng cho cái marker cũ đúng không? Thì là super.get marker. Thứ hai là mình tăng lên cái price 20 là super.set price. Lên cái price cũ đúng không? Get super.get price cộng thêm cho 20. Ok. Đến cái phần thứ ba đấy là get value, thằng này trả ra một cái số int. Chưa? Public này int get value. Thằng này đọc này, nó sẽ trả ra là cái price cộng với INC. Thì mình sẽ đặt tiền biến đổi INC cho dễ nhá. Nó sẽ điều kiện là nếu như thai nhỏ hơn 7 thì INC nó bằng 10, ngược lại thì INC nó bằng 15. Ok, đơn giản thôi. INT này, INC này. Chưa? Thằng này sẽ phải return ra cái gì? Return ra price đúng không? Price thằng super.get price đúng không? Cộng cho cái INC đúng không? Rồi, mình sẽ kiểm tra là INC như nào. If như mà thai đúng không? Thai nhỏ hơn 7 này. Chưa? Thì là zip chấm thai mà nhỏ hơn 7 thì sao? Thì INC nó bằng mấy? Bằng 10. Ngược lại 10 ngược lại L thì INC nó bằng 15. Ok, xong, rất đơn giản. Sau bài này bạn đọc hiểu kỹ phần này thì mình thao tác thôi. Thì mình cứ viết cái từ super, từ zip này cho nó clear. Chưa? Nó căn trong cách này nó gợi ý hết rồi mà. Rồi, ok, chạy thử này nhá. Marker là hala 500071. Đó. Rồi, đến cái thứ hai, cái thứ hai là hala 500 này, 7 này, 2 này. Đấy, thì nó ra là xz hala 500. Thì các bạn để ý ở trên này nhớ là cái tham số là marker price và type, thì của mình cũng phải là marker price và type. Đó. Đến cái hàm thứ ba chính là hala 500 này, 6 này, 3 này. Đấy, 510, ok. Rồi, đến hala này, 500 này, 8 này, 3 này, đấy, 515, ok chưa? Cái 3 này thì là cái interface, làm cái thao tác về interface. Thì nhìn cái cơ bản thì mình biết được là mình phải tạo một cái class là K với các cái attribute và các cái method như bên dưới. Và mình phải tạo một cái class tên là MyK, và thằng này nó implement cái IK. Thì hiểu đơn giản ấy, khi mà cái MyK này nó implement cái IK này, thì thằng này nó phải viết các cái method mà phải định nghĩa ra. Thái định nghĩa là F1, F2, F3 đúng không? Thì mình phải viết F1, F2, F3 và yêu cầu của cái từng hàm này thì nó sẽ ở dưới đây. Chưa? Rồi, mình sẽ bắt đầu từ cái tạo thằng K này trước nhá. Nhìn qua luôn cái phần bên này, không có gì cả, nó chỉ là ghép set thôi. Thằng K này, constructor mình đã ghi tham số rồi. Thao tác nhanh luôn nhá. Ra phải K với PR này, string này, marker này, private int, rep này.
rồi tạo cái hàm mặc định, đấy là marker đúng không ạ? Rồi ok, đến cái từ setter, cách enter xong. Rồi đến cái hàm myca, đến cái class là myca. Myca thằng này thì sẽ phải implement cái thằng ik đúng không? Rồi khi mà nó bắt như này thì nó sẽ bắt, khi mà mình implement ik thì nó bắt viết lại tất cả các method này, và cụ thể nó sẽ từng cái phần ở dưới này. Đó đây này, thì nó bắt implement này. Đó thì nó sẽ tự tạo cho mình là ba cái hàm f1, f2, f3 với các cái yêu cầu tương ứng của đề bài. Thì ở cái f1 thì nó bắt trả về, mình đọc dần dần nhé, mình sẽ làm dần dần của từng phần. Đầu tiên là nó sẽ bắt trả về toàn giá trị trung bình của tất cả các grade, của tất cả các k. Thằng này nó truyền vào cho mình là một cái list k rồi, tức là thằng này nó sẽ truyền cho mình một cái danh sách của những thằng k, và mình phải trả ra cái giá trị trung bình rating của từng thằng k đấy. Ok. Cái thằng này sẽ trả ra một cái số int này, mà cái trung bình thì thường thì mình phải tính double đúng không? Thì mình sẽ phải cần lưu ý những cái thằng đấy. Ok. Thì cái công thức tính trung bình của thằng này như nào? Trung bình cộng một số, tổng các số đấy chia cho số lượng các phần tử đúng không? Ok, thằng này mình xem cái example này, ví dụ thằng này nó có 1 2 3 4 5, 5 thằng k thì nó phải tính cộng cái như thằng này. Xong nó chia cho 5. Được chưa? Thì bắt đầu mình phải tính tổng một này, mình phải tính số lượng các thằng k này, xong mình sẽ tổng chia cho số lượng là mình sẽ ra được. Rồi thì mình cần phải khai báo cái thằng này thì có thằng tổng là thằng double. DB tab là double này, double sum. Sum ban đầu phải là bằng 0 đúng không? Còn cái số lượng là cái int, cái số lượng là nó sẽ bằng là t.size. Cái k cao đi, nó bằng cái t.size. Rồi, thì bây giờ cái việc mình là phải tính tổng các cái thằng rating của thằng k đúng không? Thì mình sẽ dùng một hàm for, nó sẽ lặp lần lượt. Thì mình có for i này, tab này, nó tự động ra cho mình i bằng 0 này. Cái này thì nó bằng cái k cao đúng không? K cao i cộng cộng. Rồi, thì mình tính tổng mỗi lần lặp ấy, thì thằng sum nó sẽ bằng cái sum cũ cộng cho cái giá trị rating của k hiện tại, thì nó sẽ bằng là cái t.geti. Geti này thì nó lấy ra được cái k hiện tại và .geti thì nó trả ra cái rate của cái thằng k đó. Rồi sau đó thì mình sẽ return ra sum chia cho cao k đúng không? K cao. Rồi mà để ý ấy, là thằng này nó đang trả ra một cái int, mà cái thằng này double chia cho int thì nó sẽ ra double, chứ như vậy mình sẽ ép kiểu thì mình đè lên cái int ở ngoài. Đó, chạy thử luôn nhé, chạy thử luôn thằng này. Điền vào là 0 này, 1, ra 5 này, đấy, đấy đúng rồi. Ok, đến cái hàm thứ 2, mình đọc cái hàm thứ 2 nhé. Thằng này thì nó bắt là phải tìm ra một cái giá trị nhỏ nhất trong cái giá trị nhỏ nhất của cái rate trong cái list k đấy, và cái giá trị rating lớn nhất. Sau đó phải đổi chỗ hai thằng với nhau. Thì ví dụ nhé, đây 62C17, 817, 2 này hả? Thằng này có thằng 17, đúng không? Thằng 17 17 và thằng 17 này đều là cái hai cái giá trị lớn nhất, mà nó yêu cầu là first max và min đúng không? Rồi ok, thì thằng mình phải đổi chỗ là thằng này là thằng first max này, thằng này đều là lớn nhất, thì mình đổi chỗ thằng này. Thì cách làm là đầu tiên là mình phải thì có một lưu ý đây nữa ấy, là thằng trong cái thằng list ấy nó có cái hàm set t.set. Đó, thì thằng này nó nhận vào hai tham số đầu tiên là y chính là vị trí, và tham số thứ hai chính là cái giá trị. Thì là mình cái hướng đi của mình ấy sẽ là mình sẽ tìm cái vị trí của thằng nhỏ nhất này, tìm vị trí thằng lớn nhất này. Sau đấy là mình cho một biến tắc, sau đó là mình đổ chỗ cho hai thằng với nhau, mình qua cái hàng xét này. Đó thì cách làm đầu tiên là mình sẽ tìm thằng nhỏ nhất đầu tiên, sau đấy là mình tìm thằng lớn nhất đầu tiên, sau đấy là mình sẽ đổ chỗ hai thằng cho nhau. Yeah. Thì đầu tiên là tìm vị trí nhỏ nhất nhé, tìm vị trí nhỏ nhất đầu tiên, tìm vị trí thằng lớn nhất đầu tiên. Ok, int này, index min nó sẽ bằng cái get index min rate, mình cần truyền vào thằng list này, sau đấy tìm thằng lớn nhất int index max bằng get index max rate, truyền vào thằng t này. Rồi cần viết hai thằng này, trả ra int đúng không? Thì cái cách làm tìm thằng đầu tiên thì đơn giản rồi, đấy là mình sẽ lập từng thằng, mình đầu tiên mình xét cái giá trị lớn nhất là thằng đầu tiên đi. Đó, sau đấy là mình kiểm tra, mình lập từng thằng đằng sau. Nếu như mà thằng các thằng sau nó lớn hơn cái thằng hiện tại thì mình sẽ xét cái giá trị max chính là cái thằng đó, và vị trí lớn nhất chính là thằng mình tìm được. Cái trường hợp mà ví dụ nó bắt swap cái vị trí lớn thứ hai thì mình cần đến một cái đếm để đếm nữa xem nó có là xuất hiện lần thứ mấy. Nhưng bài này thì nó chỉ cần tìm đầu tiên thôi, thì đơn giản rồi. Thì mình đầu tiên là mình cần là lưu vị trí và lưu giá trị lớn nhất này, đúng không? Thì là index value min và index min. Value min thì nó bằng cái t.get 0 đúng không? .get rate đúng không? Rồi int index min thì nó bằng là 0. Chưa?
sau đấy là mình for i này. For lần này thì mình không bắt đầu từ 0 nữa, bắt đầu từ 1, ta kiểm tra là từ 12 đi. Sau đấy thì mình sẽ lặp đến cái kích thước bằng này t.size. Mỗi một lần lặp ấy thì mình sẽ kiểm tra xem là cái giá trị hiện tại ít như mà cái t.getki đúng không? .getRate. Nếu mà nó nhỏ hơn cái thằng giá trị hiện tại, tức là value min, thì value min nó sẽ bằng cái t.get.getRate. Được chưa? Nếu mà cái thằng giá trị hiện tại nó nhỏ hơn cái thằng mà cái vòng lặp hiện tại, giá trị của thằng vòng lặp hiện tại nó lớn hơn cái giá trị mà nhỏ hiện tại, thì nhỏ hơn cái thằng hiện tại nó sẽ là nhỏ nhất đúng không? Và cái index min nó sẽ bằng cái vị trí hiện tại i. Ok, sau thằng này mình cần trả ra cái index min đúng không? Return index min. Rồi ok, xong max thì ngược lại, copy xuống này. Ok, max. Cái này thì nếu mà cái số đang lặp nó lớn hơn thì cái value max nó sẽ bằng cái số đấy. Và index return là index max. Rồi ok, xong. Sau khi mình tìm được cái vị trí min và vị trí max thì bắt đầu mình đổi chỗ nhau không? Thì mình cần phải có một cái thằng ở giữa để lưu lại một cái cốc đựng. Thì mình tạo một thằng k đi. Thằng k là k tem chẳng hạn. Nó bằng cái t.get index mini min. Đó. Hiện tại cái cốc này nó đang đựng cái giá trị nhỏ nhất đúng không? Mình phải set cái thằng nhỏ nhất. Index min nó sẽ bằng cái thằng index max, value của thằng max, value của thằng max. T.get index max. Rồi, xong bây giờ mình sẽ phải set thằng lớn nhất bằng thằng nhỏ nhất. T.set index max đúng không? Bằng thằng nhỏ nhất chính là thằng đang đựng cốc ấy. Rồi, xong. Không này. 3 đúng không? À, 2. Đó, thì 6 này, 17 này, rồi chúng ta 2 này. Được chưa? Rồi. Thì thằng này nếu mà có biến tấu thằng này thì nó sẽ bắt là có thể nó sẽ yêu cầu là đổi cái vị trí lớn thứ 2 chẳng hạn, là lớn thứ nhỏ thứ 3 chẳng hạn. Thì mình sẽ cần một cái biến cao để đếm cái vị trí để mình đổi cho nó hợp lý. Và mình sẽ thêm ở cái phần hai hàng này thôi. Rồi, đến hàng thứ 3 nó bắt sort theo cái marker theo alpha b. Trường hợp mà cái marker này nó the same, có nghĩa là nó cùng cái cùng cái tên chẳng hạn, thì nó bắt phải sort theo cái rating nhỏ dần. Đây, dựa vào cáo trong cái list input là như này. Output thì cái phần thằng này là phải tăng dần này, cái phần marker là tăng dần này. Nếu như bằng nhau, trường hợp bằng nhau không? Bằng nhau thì có thằng nào bằng nhau nhỉ? Thằng EE này bằng nhau thì cái số 15 này nó phải đứng trước. Ok, thì thằng này mình sẽ hướng dẫn tạo một cái, đấy là mình sẽ làm cái tặng cái comparator new comparator comparator k. Rồi thì mỗi sort này mình sẽ có một cái là collection.sort. Thằng này sẽ truyền vào cái list và cái gọi là cái phương thức để sort. Rồi bây giờ thì mình phải override thằng này. Thì đối với thằng alpha b thì bạn chỉ cần trả ra là intr alpha b chẳng hạn, nó bằng thì bạn hiểu đơn giản như này nhá. Ví dụ mình có một cái list này, list là 7, 9, 8, 5. Thì cơ chế mà để sort ấy thì nó đánh hai thằng liền kề với nhau, tức là nếu như nó trừ một ấy thì nó biết là đang nhỏ hơn, còn nếu như bằng ấy thì nó là hai thằng bằng nhau, còn nếu mà lớn hơn một thì tức là đang lớn hơn. Thì đối với cái trường hợp mà compare alpha b ấy, thì mình chỉ cần sử t compare theo max đúng không, thì là t chấm get marker này chấm tool chấm compare tool với lại t một chấm get marker. Đó thì thằng này nó sẽ thằng compare tool này nó sẽ trả ra là trừ một hoặc một hoặc không. Thì nếu như mà nó sắp xếp tăng dần ấy thì mình chỉ cần trả ra như này thôi. Thì nếu như mà hai cái tượng ấy bằng nhau thì nó sẽ là trả ra là không, còn nếu như mà nó khác thì nó sẽ trả ra là trừ một hoặc là một, trừ một hoặc là một. Thì đối với trường hợp này đúng không, nếu như mà nó khác thì nó sort tăng dần, thằng compare tool này nó sort tăng dần rồi. Thì kiểm tra này, nếu như mà là alpha b bằng bằng không, tức là hai thằng đấy bằng nhau đúng không, mà hai thằng đấy bằng nhau thì mình lại cần so sánh cái điều kiện thứ hai, đấy chính là so sánh với lại cái rate. Còn nếu như mà nó khác nhau ấy, thì nó sẽ sort theo cái marker alpha b. Thì mình return ra, viết cho từ mình thì l đi, thì là return ra cái alpha b.
Được. Còn trường hợp nó bằng không, tức là hai ký tự bằng nhau, thì mình kiểm tra là nếu như mà cái giá trị đằng trước là t chấm get rate mà lớn hơn t chấm get t một chấm get rate, nếu như mà thằng này lớn hơn đằng trước lớn hơn đằng sau thì mình không đổi chỗ đúng không, return là trừ một l ít em mình viết cụ thể ra cho các bạn hiểu nhé. T chấm get rate bằng bằng t một chấm get rate thì return ra 0, L thì return ra 1. Đó. Thì đối với cái bài, cái câu mà bắt sort ấy, thì bạn cứ tạo mình cái một cái comparator, đó là mình sẽ dùng collection sort truyền vào một cái list. Với thứ hai là cái gọi là cái define định nghĩa ra cái nó sẽ sort như nào. Thì nếu mà sort alpha b thì mình đơn giản rồi, mình sẽ dùng luôn cái hàm comparator của thằng string. Còn trường hợp là so sánh với các cái số double hay là t thì mình sẽ phải tư duy là trừ một thì nó sẽ không đổi và một thì nó sẽ biết ở chỗ. Ok, chạy thử nhá, mình chạy là 0 này, 3 này, đó thì nó sẽ là a8 b7 c6 e15 e3 f4 g2 f1 đó. Thì đây là câu 3. Đến câu 4. Ok, câu 4 thì nó sẽ có là cái, nó sẽ định nghĩa cho mình một cái interface là iString, nó có hàm 1 và hàm 2, tương tự với lại câu 3 phần B đấy. Rồi, và nó yêu cầu là mình phải làm hai cái hàm này như nào. Hàm đầu tiên là nó bắt đếm và trả ra số, các cái số mà là, tức là mình đầu vào là một string đúng không? Và nó bắt là đếm và trả ra số mà là số nguyên tố. Ok, mình phải, cái việc đầu tiên là mình phải đọc cái chuỗi đấy, mình cắt ra để mình tìm các cái số và mình kiểm tra xem cái số đấy có phải là số nguyên tố hay không. Chưa? Ok, làm luôn cái câu 1 đi. Mình sẽ tạo một cái class, nó tên là myString đúng không? myString. Ok, thằng này sẽ phải implement thằng iString. Rồi, mày sẽ phải tạo hai hàm. Hàm đầu tiên sẽ trả ra số, các cái số mà là số nguyên tố. Thì đầu tiên là mình phải viết cái hàm là kiểm tra số nguyên tố của mình. Chưa? Thì đếm số đúng không? Thì có cái báo int cao prime bằng không, đầu tiên là nó bằng không. Rồi xong mình phải split, mình phải tách thằng này ra thành các số để kiểm tra nó là số hay không. Thì mình sẽ for đi, for cái string này với lại string.len. String.len. Rồi thì mình sẽ lặp được đi qua từng các cái chữ. Thì từng thằng này ý, thì mình sẽ làm một cái character đúng không? Cha của cái index thì là cha tuần tra, tuần tra nó sẽ bằng cái string chấm get cha cái vị trí đó. Mình sẽ lấy được từng cái số, bây giờ ví dụ như là output là thằng này hả, thì mình lặp từng thằng bằng cách là mình lặp, mình đến cái số lượng này, mình lấy ra từng ký tự thằng này. Rồi thì tiếp theo mình kiểm tra nó phải là số hay không ạ. Character chấm digit đây, thằng này nó sẽ kiểm tra xem là nó có phải là một cái số hay không. Chuyển thằng này vào, thằng này là một cái, mình phải viết một cái hàm là hàm e prime đúng không, thằng này nó sẽ trả nó true or false. Đó thì thằng này mình phải nhớ một cái hàm này, thường thì mình sẽ chuẩn bị cái hàm này if như mà current number bằng bằng một thì return false, if như mà current bằng bằng hai thì return ra true, rồi nếu không thì mình sẽ for if tới mark chấm sqrt, mình chỉ cần lặp từ 0 đến các bậc 2 của cái số mình muốn lặp thôi. Đến cái thằng này, nếu như mà cái số đó nó chia hết cho cái thứ 2 cho y hả, thì return ra false. Còn ngược lại, return sau khi lặp xong mà không có số nào thì return ra true. Bằng 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 không. Rồi giải thích qua cái hàm check số nguyên tố nhé. Số nguyên tố là số chia hết cho 1 và chính nó. Thì số 1 là không tính, mình tính từ số 2, số 2 là số nguyên tố này. Bắt đầu mình lặp các số còn lại thì mình sẽ lặp từ 2 cho đến cái số căn bậc 2 của số đó. Nếu như mà nó chia hết cho bất kỳ một số nào từ số 2 đến nó ấy, thì nó không phải là số nguyên tố. Còn lại sau khi lặp xong rồi mấy cái có nghĩa là chỉ hết cho 1 của nó rồi, thì tức là nó sẽ là số nguyên tố. Rồi nếu như mà nó là số nguyên tố thì cao bằng 1, cao prime. Rồi, thằng này return là car prime. Để chuyển một số, một character sang, để chuyển một character, để chuyển một character sang một cái số thì mình phải chuyển qua một cái là string, rồi là current
number bằng cái integer integer chấm cái parse in nó string string mình cần một chuỗi đấy là thường cha rồi okay. Đó thì mình chạy vào trong một này nhập cái số này vào đấy, thì nó ra là 4. Ok, đến cái phần câu S2. Câu S2 thì nó bắt đầu tiên là mình phải revert tất cả các cái word này. Mình phải revert tất cả các word. Ok. Thì việc đầu tiên là mình phải cắt cái thằng chuỗi cái string ra thành một cái list, một cái mảng. Sau đấy là mình lấy từng cái từ đấy mình ghép ngược lại, mình chạy từ cuối chạy lên và mình ghép vào một cái string là được. Thì rồi sang đến câu F2. Câu F2 thì nó bắt mình revert lại cái chuỗi nhập vào. Ví dụ là A9B1 này thì mình phải ngược lại là thành A5 này, A6 và từ cuối là thành cái thứ hai này. Thì cách làm là mình cắt cái thằng nhập vào ra thành cái mảng. Sau đó mình sẽ lọc từ cuối nhập lên và mình sẽ tạo cái mảng mới, mình up vào, mình thêm vào thì nó sẽ được một cái mảng mới và cái mảng ngược lại của cái mảng nhập vào. Thì đầu tiên là mình phải cắt cái chuỗi nhập vào ra một cái mảng, đúng không? Là string này. String này nó là cái word chẳng hạn. Thì nó bằng cái string.split. Thì cắt những cái khoảng trống thì nó sẽ có stack như này. Rồi mình sẽ chạy một vòng lặp for chạy từ vòng phần tử cuối cùng. Thì đằng này ví dụ có 6 phần tử đúng không, thì mình chạy lần thứ 5. Thì mình sẽ là word.length trừ 1, y nó sẽ lớn hơn 0. Rồi y trừ trừ đúng không. Nếu mà y lớn hơn 0 thì mình vẫn chạy tiếp. Lớn bằng 0. Rồi mỗi lần này thì cái mình sẽ tạo cái chuỗi là cái chuỗi kết quả đúng không, là string result sẽ bằng cái chuỗi này. Ok, thì nó sẽ là mỗi lần lại thì cái result nó sẽ cộng bằng cái khoảng cách đi cộng với lại cái word của vị trí đó, thì là word của cái y đó. Cuối cùng là mình phải return ra cái chuỗi, return ra result. Rồi chạy thử nhá. Đó thì nó ra chút ngược lại rồi nhưng mà nó bằng khoảng cách thì mình chim nó đi, mình cắt cái khoảng trống đầu với cuối hai này. Đó cơ bản thì